Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nắng Photo. Video ngày hôm nay thì sẽ là một video có một cái chủ đề rất mới, đấy chính là hướng dẫn hậu kỳ. Như mình đã chia sẻ ở rất nhiều video trước thì mình có nghiên cứu về những cái việc là mình có thể ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo vào trong cái việc chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh như thế nào. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về một cái ứng dụng của AI Adobe Firefly trong chỉnh sửa hình ảnh và cụ thể là tính năng Generative Fill của Photoshop. Thời gian vừa rồi thì mình đã trải nghiệm cái tính năng Generative Fill này rất là nhiều, và từ khi mà nó xuất hiện ý, thì cái việc chỉnh sửa hình ảnh cho khách hàng của mình nó đơn giản và nó nhàn hơn rất là nhiều những cái kỹ thuật khó mà trước đây mình phải mất rất nhiều thời gian để có thể triển khai được, thì bây giờ AI nó sẽ thực hiện giúp mình luôn. Thế nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ thử cùng với các bạn chỉnh sửa một bức ảnh từ như thế này trở thành như thế này. Và mình sẽ sử dụng 90% cái công cụ đấy chính là Generative Fill của Photoshop. Các bạn có tò mò không? Thế bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái tính năng Generative Fill để mình nới cái khối hộp trắng này ra trước nhá. Cách dùng thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần lựa chọn cái vùng cần nới, sau đó thì mình bấm vào Generate ở trên thanh công cụ và tiếp tục bấm vào Generate thôi. Đấy, như các bạn thấy thì rất nhanh cái hộp đã được nới ra này. Mình sẽ nới nốt cái phần còn lại của cái hộp. Mình cũng lựa chọn vùng cần nới này, sau đấy chọn Generate này. Đó, bấm vào Generate. Ok, thì các bạn thấy là cách này nó rất là nhanh và hiệu quả. Nếu như trước đây mà chúng ta muốn vẽ lại cái khối hộp này thì rất là khó. Tiếp đến thì mình sẽ xóa cái tay đi nhá. Mình sẽ chọn cái tay và cái que nhựa gắn cái hộp này. Sau đấy mình bấm vào Generative Fill này, gõ Remove này và bấm vào Generate. Đó, thì cái tay trong bức ảnh được xóa rất là sạch đúng không? Đơn giản. Tiếp đến thì mình sẽ nới nốt cái phần nền nhé. Tương tự, ấn vào Generative Fill và ấn vào Generate. Đó, và AI nó sẽ nới nền cho mình. Rồi, vậy là chúng mình đã hoàn thành được bức ảnh một cách rất là đơn giản với 3 bước kết hợp với AI. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành thay cái background màu hồng này thành một cái nền trời. Mình sẽ thử cái tính năng Smart Selection của Photoshop trước nhé. Đấy, thì như mọi người thấy mình có thể dễ dàng chọn được cái hộp và cái vỏ hộp. Tuy nhiên thì cái khối hộp bên dưới do là cái phần viền nó không nét và nó hơi chìm vào nền nên là sẽ khó để mình lựa chọn hơn. Thì mình sẽ dùng Pen Tool để mình tạo cái vùng chọn này nhá. Mình dùng Pen Tool để mình chọn cái khối hộp này. Sau đấy thì mình sẽ tạo Selection. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ sử dụng cái tính năng lựa chọn Smart Selection của Photoshop để mình chọn cái phần hộp và cái phần vỏ ở phía trên. Sau đó mình sẽ gộp các cái vùng chọn này lại. Tiếp đến thì mình sẽ ấn Ctrl Shift Y để nghịch đảo vùng chọn này. Và mình sẽ lưu cái vùng chọn này thành một cái mask nhé. Mình sẽ lưu ở đây để đến khi nào mình cần sử dụng thì mình sẽ chỉ cần click chuột vào thôi. Tiếp tục đến bước thay nền trời này, thì mình sẽ lựa chọn cái vùng mà mình vừa chọn ban nãy. Sau đấy thì mình sẽ bấm vào Generative Fill và mình sẽ gõ cái từ khóa là bầu trời vào. Và mình muốn là Photoshop nó sẽ thay cái background hồng này của mình thành một cái background bầu trời. Đó, tiếp đến thì mình sẽ bấm vào Generate và nó sẽ trả cho mình một vài những cái kết quả bầu trời như sau. Đấy, thì như mọi người thấy là Photoshop nó sẽ trả cho mình một vài cái kết quả. Và nếu mà mình cảm thấy là mình vẫn chưa ưng ý với kết quả này thì mình có thể tiếp tục tạo ra một vài cái kết quả khác bằng việc tiếp tục bấm vào cái nút Generate này nhé. Sau khi mà thử các phương án thì mình thấy là cái nền trời này là cái nền mà hợp lý nhất. Thế là mình sẽ tinh chỉnh ở trên cái ảnh này. Thì đầu tiên là mình sẽ chỉnh cái phần sản phẩm cũng như là phần khối hộp nó sẽ to hơn một chút nhé, để nó có thể che đi những cái khuyết điểm mà AI nó không thể tái tạo hoàn hảo được. Thì mình sẽ chỉ cần tạo một cái layer từ cái vùng chọn ban nãy, sau đấy mình kéo cho nó to ra là nó có thể che được những cái phần hình ảnh ở phía bên dưới. Sau khi mà điều chỉnh xong xuôi thì mình sẽ tiến hành tẩy bẩn, tẩy những cái khuyết điểm ở trên cái hình ảnh này sao cho nó hoàn thiện. Đấy, những cái phần vạch như thế này thì mình sẽ sử dụng chức năng Healing để có thể tẩy luôn. Còn với cái vùng nắp hộp này thì mình sẽ thử dùng cái chức năng Generative Fill để tẩy nhé. Mình sẽ chọn cái vùng mép hộp này. Sau đấy mình cũng dùng Generative Fill này, bấm vào Generate này. Thử xem là nó có thể tẩy cho mình được không. Wow, thì trông nó cũng khá là gọn gàng đúng không? Có khi là còn đẹp hơn là mình tự chỉnh bằng tay ấy. Tiếp đến thì mình sẽ xử lý nốt cái phần móp hộp ở đây. Tương tự mình cũng khoanh tròn này. Sau đó mình dùng tính năng Generative Fill để mình chỉnh.
thì AI nó sẽ tự tái tạo lại cái hộp cho mình. Đó, trông rất là đẹp đúng không? Từ giờ việc vẽ lại hình ảnh cũng như là sản phẩm ấy, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Tiếp đến thì mình sẽ chọn cái hình ảnh bầu trời này và mình sẽ chỉnh màu và chỉnh sáng cho cái bầu trời sao cho cái màu sắc nó sẽ hòa hợp với cả chủ thể hơn. Đấy, mình chỉ cần chọn này, xong đấy mình tạo một cái layer curve. Mình chỉnh sáng thôi, nó sẽ không ảnh hưởng đến phần sản phẩm ở phía trước. Tương tự thì mình cũng sẽ chỉnh màu theo cách này nhé. Tiếp đến thì khi zoom vào mình thấy phần nắp nó vẫn còn một ít bụi. Thế nên là mình sẽ tẩy những cái bụi này đi bằng cách là mình sẽ duplicate cái layer này lên. Chọn cái chức năng là Dirt and Scratch. Sau đó mình tạo một cái mask. Và mình sẽ dùng brush để mình tẩy những cái bụi bẩn ở trên nắp hộp. Cuối cùng thì mình sẽ vẽ thêm một cái vùng sáng ở góc tay trái phía bên trên để tạo một cái hướng ánh sáng từ bầu trời chiếu vào sản phẩm, giúp cho bức ảnh sản phẩm trông chân thực và đẹp hơn. Và đây chính là cái bức ảnh trước và sau khi mình chỉnh sửa bằng Photoshop, thì mọi người có thể thấy là 80% cái bức ảnh này mình sửa thì đều có sự hỗ trợ từ AI. Tất cả những cái tác vụ khó như là vẽ lại khối hộp này, vẽ lại sản phẩm, rồi thay nền thì AI đều hỗ trợ mình. Và mình chỉ có cái nhiệm vụ đấy là mình hoàn thành những cái thao tác thủ công nhỏ nhỏ, hoặc là mình lên ý tưởng tổng quan cho cái việc là mình sửa cái bức ảnh này như thế nào thôi. Thì khi mà có AI hỗ trợ thì cái công việc sửa ảnh nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chỉnh sửa cái bức ảnh này với tính năng là Generative Fill của Photoshop. Rất là thú vị đúng không? Hy vọng là sau cái video này thì mọi người sẽ biết cách để có thể ứng dụng cái chức năng này trong việc hậu kỳ hình ảnh sản phẩm, giúp cho công việc của mình nó được đơn giản và hiệu quả hơn. Nếu như các bạn yêu thích những cái nội dung trên kênh của mình và yêu thích chụp ảnh sản phẩm thì đừng quên like, subscribe và nhấn chuông để mình có thể cập nhật các cái nội dung mới cho mọi người hàng tuần nhé. Ngoài ra thì mình cũng có các cái khóa học về chụp ảnh sản phẩm và quay dựng video ngắn thì mọi người có thể tham khảo đường link bên dưới. Nếu như mọi người quan tâm đến những nội dung khác mà mình đã từng làm về AI thì mọi người có thể truy cập vào cái playlist này. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye!